quen, nhưng mà quen giống như trên cái tình anh em làm việc, làm công việc chung quen, nhưng mà khi biết là anh có vợ nên em không, em coi như là tình anh em thôi chứ không có dám Chưa chưa đi, có một mối tình nào đúng không? chứ Từ không đó dám, là tại vì em rất là sợ cái tình cảnh là không chung thủy á, nó nên nói chung em quen anh này thì nhìn cái diện mạo chị ảnh cho em hỏi này, chị quen với anh này ấy, là gọi là chồng mới cưới thời gian rất gần rồi, mới đây chị quen là chị gặp anh ở đâu? Chị gặp anh ở đâu? nói chung em cũng không giấu giếm gì, tức là em rất là sợ những cái cảnh mà đàn ông thế này thế kia, nhưng mà em quen biết ảnh là qua bạn muốn hẹn hò, nó kết nối Là bạn muốn trên chương hẹn trình hò, hả? dạ thì em nghĩ là trên chương trình thì em tin tưởng thôi, Là yên là tâm. độc thân với nhau hết. Còn ngày xưa em quen, ví dụ như em để ý quen với anh này hoặc là hai người muốn tìm hiểu nhau đi, mình mới hiểu nhau biết nhau chỉ uống cà phê thôi, là mình nghe vợ gọi điện thoại, nghe điện thoại là chạy ra ngoài là biết rồi, thì Là từ thế đó là là dấu hiệu là khác thường đó là em sẽ có cảnh giác nên em không dám, em sợ. rồi. Chị chăm hỏi này, chị quen anh này trên Em lên dạ trước đội hiệp đi. sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ những ngày mới đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là tiếp cận giúp rất nhiều các trường hợp, đặc biệt là các anh trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Có rất nhiều anh trai về đây chia sẻ những câu chuyện mà không có thật, nhưng mà đặc biệt là rất nhiều chị gái về đây cũng lên tiếng là tìm chồng, nhưng mà cũng có thể là nói không đúng sự thật về gia đình mình, vì anh em hiệp sĩ Bình Dương không phải tí tí mà đi tìm đến tận nhà để quay phim từng người một thì thực sự là một điều rất khó. Hy vọng là các cô chú anh chị xem những video này, mình cảm nhận, mình biết đâu là câu chuyện đúng và đâu là cái trường hợp nào người ta chia sẻ đúng và không đúng, để hy vọng là mọi người có thể là giúp đỡ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Rồi hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục giúp một trường hợp, một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa thì về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhờ đăng tin tìm chồng. Nhưng câu chuyện là tìm chồng đây là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Hy vọng là các chị gái trung tuổi hoặc là lớn tuổi xem video đây là một bài học. Dạ xin phép xin chào chị gái. Chị cho em biết là chị tên gì? Em tên là Ngọc Diễm. Ngọc Diễm à? Tên cũng rất hay ha. Rồi chị Ngọc Diễm năm nay là mình sinh năm mấy? Em sinh năm 70. 70, năm nay là 53, 54 tuổi nha. 54. Chị quê quán ở đâu? Quê quán Cà Mau. Cà Mau à? Chị nói chuyện lớn tiếng xíu ha. Rồi, em nhìn thấy chị có thể là chị năm nay là 54 tuổi, đúng không ạ? Nhưng mà có thể là nhìn bên ngoài á, bên ngoài thì có thể là chị trẻ hơn tuổi. Có ai nói với chị như vậy Dạ có không? nhiều lắm. Thế chính tỏ con mắt em nhìn nó cũng cũng tương đối được ha. Em nhìn chị này, thực sự là em không nghĩ là chị hơn 50 tuổi đâu. Chắc là bốn mấy thế à? Nói thật em vậy. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai vậy chị? Chung thì hôm nay thì em đến đây em tìm là ông xã tên là Lâm Đức Nhỏ. Lâm Đức Lâm Nhỏ. Đức Nhỏ nhưng mà thường gọi là Lâm Đức. Lâm Đức. Anh ấy quê quán ở đâu chị? Anh là người Sóc Trăng. Sóc Trăng. Rồi chị cho em biết này, anh ấy năm nay là nhiêu tuổi đấy chị? Năm nay 52 tuổi, 52 tuổi. Là có thể là nhỏ hơn sinh năm chị. 72. Nhỏ hơn chị 2 tuổi ha. Gái hơn hai. Thì ai cũng nói là gái hơn hai thì Trai trai hơn hơn một. một, thành ra mình thấy gì mình mới kết hôn với ảnh. Rồi chị cho em biết này, cái cuộc hôn nhân trước đây chị sao như thế nào cụ Cái cuộc thể? hôn nhân trước đây thì anh ấy cũng không có được nghiêm túc cho lắm. Thứ nhất thì anh ấy là cũng hay đào hoa rồi hay nợ nần, đâm ra thì cái hai hai đứa cũng xem xét lại là không không có hợp nhau trong cái cách sống, thì mình ly hôn, mình sẽ có một cháu. Chị ly hôn lâu chưa? Ly hôn cũng 18 19 năm rồi. Vậy là thời gian rất dài nha. Dạ. Rồi. Hiện nay chị đang làm công việc gì? Hiện nay thì thật sự là không làm việc gì, tại vì con nó thấy nó đi làm được rồi, nó nói thôi mẹ ở nhà đi để con đi làm, có hai mẹ con sống. Thì khi mà gặp đến anh Đức Nhỏ này thì ảnh mình thấy ảnh cũng có một cái sự hiền lành, nhưng mà thật sự cái bề ngoài thôi, trong lòng ảnh thì mình không hiểu được. Nhưng cách đây cũng 6 7 tháng, lúc sau kết hôn khoảng 6 7 tháng thì hai đứa cũng cũng có lời qua tiếng lại, là do cái sai của ảnh. Ảnh cứ đạp cái cửa phòng, nửa đêm bữa đó cũng hai đứa giận nhau. Thì ảnh ngủ cái phòng sau, mình ngủ phòng trước, mình không cho ngủ chung. Ảnh cứ lại đạp cửa phòng lúc 2 giờ khuya, thì mình có mở cửa mình nói anh à, giờ đêm khuya rồi, nhà không phải mình đâu anh. Anh về ngủ đi, có gì sáng giờ vợ chồng mình nói chuyện. Anh cứ ngồi anh cứ nhịp cái cửa hoài, đến lúc mình giận mình mở cửa nói lần nữa, ổng cũng không chịu nghe. Xong cuối cùng gần 4 giờ sáng hai đứa cũng cãi lộn, mà cãi lộn cũng vừa phải trong cái to. Xong cái anh giận quá mới gọi điện cho em gái anh xuống, thì em gái anh xuống cũng nói chuyện qua lời, xong cũng ăn uống xong. Thì lúc của em gái xuống buổi chiều,
ăn uống xong, ảnh mới em gái đi về cũng 7 giờ mấy 8 giờ. Thì lúc đó thì ảnh có đeo trên người ảnh cộng dây chuyền và cái nhẫn cũng trên 5 chỉ vàng 4.9. Thì xong em ảnh về xong ảnh đi vô thì em gái anh nhận xét là ảnh lỗi, kêu anh xin lỗi vợ. Ảnh không bao giờ cái tiếng xin lỗi nhờ không bao giờ có. Ví dụ anh làm sai biết 100% không giờ thôi anh sai anh xin lỗi em, không bao giờ có. Tiếng xin lỗi của anh nó nặng lắm. Cái xong cái con em gái anh mới nói chứ thì thôi giờ anh sai rồi anh xin lỗi số đi. Ông nói xin lỗi. Ông làm gì đó để xong thì mình cũng im thinh. Em ảnh về xong thì hai đứa chưa có được hòa cho lắm. Thì cũng còn im đặng thì dẹp dọn xong xuôi cái mình mới ra cái sofa mình ngồi. Thì ảnh vô anh lột nữ trang để trên cái bàn phấn trong phòng rồi. Nữ trang của ai? Cái nữ trang là của em sắm cho anh đeo. À. Cộng dây chuyền với chiếc nhẫn em sắm cho anh đeo. Xong cái ảnh mới đi vô xong cái ảnh đi ra. Đi ra cái ảnh mới nói là cái chuyện cũ vậy đó. Cái xong cái em mới bực mấy. Lại anh lại tiếp tục nói chuyện cũ nữa lần sau. Tại sao anh kỳ vậy? Cái chuyện đâu có đáng đâu mà anh lại moi nữa. Hồi nãy anh nói với anh làm sao, anh có xin lỗi em chưa? Tuy rằng cái tiếng xin lỗi của anh á nó làm cho em chưa có hài lòng lắm, nhưng mà thôi em cũng vẫn im. Mà bây giờ anh như vậy thì anh nghĩ làm sao? Mà chiếc xe anh còn dựng ngoài sân, anh chưa dẫn vô nhà. Em đâu nghĩ là anh bỏ đi đâu. Vậy mà anh hoành vô, anh mặc hai ba cái áo trong người, anh giấu chiếc nhẫn vô trong bóp, anh đeo con dây chuyền gài cổ áo thun giống anh cảm sát mình thì em đâu thấy đâu. Đã đeo từ bao giờ rồi? Mới lột ra mà phải không? Mới lột ra thì lại đeo đeo đoạn đi, đeo đoạn bỏ nhà đi. Thì em không có nghĩ là anh đi. Em nghĩ là em nói vậy chắc anh đi vô phòng để cho hai đứa đừng cãi nhau thôi. Thì anh vừa đi vô trong thì em vừa vẫn ngồi trên cái sofa bình thường. Sao em đi vô em thấy anh đi ra, ủa anh mặc đồ vô, áo sơ mi dài tay rồi xách thêm cái bịch, mà bịch đồ, bịch không phải bịch đồ mà bịch thuốc. Tức là lúc anh về với em á thì anh không có thuốc men gì hết, thì em đưa anh đi khám bệnh thì em biết anh là giãn tĩnh mạch nè, rồi bị thoái hóa cột sống nè, rồi viêm đường ruột á. Thành ra mình cũng đưa chồng đi chữa trị. Rồi rối loạn tiền đình dùm lum hết chứ. Mà em biết ảnh rối loạn tiền đình là không phải là mới đây. Lúc vợ cũ ảnh đi á, ảnh rất buồn lo lắng đủ điều. Tại em, ảnh cũng có tâm sự cho em biết. Thì cái đó thì em cũng muốn cho ảnh sống để có cái niềm vui lên, để cho ảnh quên đi. Mà ảnh không quên được, anh biết không? Tại vì cô ấy ngoại tình đi theo trai, thành ra bỏ lại ông chồng như thế này. Ở phòng trọ thì ảnh mới cô đơn. Là vợ, vợ trước? Vợ trước ảnh ngoại tình đi theo trai, thì ảnh mới gặp em. Ảnh mới vội vàng cưới em. Thì đó, thì em nghĩ là em biết ảnh có nhiều chuyện buồn, mình muốn cởi mở cho chồng thì ổng không, ổng chở em đi ra uống cà phê đúng không, ngồi nè, cái ly cà phê đây chứ ông ngồi nè, cái mặt ông bên, không bao giờ ông nói chuyện gì em. Kì em, em rất là buồn, buồn lắm luôn. Thì xong cái ảnh hoành vô, anh biết ở sách vỏ anh đi, em thấy anh đi ra cái em mới đứng lên, em hỏi anh làm gì vậy, ông nói vậy, em mới nắm cổ ảnh, em giật lại, đứt quần hàng lúc áo này luôn, em mới lôi anh vô nhà, em kêu anh bước vô nhà đi, tại nhà xung quanh mình có cũng sợ sớm nghe, anh bước vô nhà nói chuyện. Bước vô xong em hỏi anh làm gì vậy? Em đẩy anh vô tuốt trong phòng luôn, em ảnh quýnh lộn trong phòng luôn mà. Thì dữ dằn. Cấu nhau trong phòng luôn. Thì lúc đó mới lòi ra là cộng dây chuyền. Ủa sao nãy ổng lột nữ trang rồi mà giờ ổng còn đeo lại. Thì ra nếu mà ngày hôm đó em để cho anh đi là em sẽ mất bộ đi đường nữ trang đó luôn. Đó. Xong cái em mới đặt vấn đề là tại sao anh sống anh có đối với em vậy? Ví dụ như anh không muốn sống với em nữa, thôi giờ Diễm ơi, mình không hợp nhau, mình chia tay nhau đi. Em vẫn Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Để cho anh đi mà em đâu làm phiền anh đâu. Mà này anh đi anh lấy nữ trang em vậy là anh sai rồi đó. Nếu mà em nói á, thêm một chút nữa là anh tham đó. Anh trộm vàng em anh đi đó. Mà nếu em kiện cái này ra tòa là anh mệt lắm đó. Em kiện cái này là công an nó vào cuộc đó. Tại sao anh phải trộm đồ em anh đi đúng không? Thì anh vẫn không nói gì hết. Thì từ đó đến ngày hôm nay thì em và anh cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà em buồn cái chỗ là em nghĩ là ảnh còn liên lạc với vợ cũ ảnh. Vì trước đây anh có nói em một câu này. Bữa đó em nhổ râu cho ảnh. Nói em câu nói đàn ông á, mà sống giống như là sống với vợ sau á, mà mơ mốt già yếu á, là con á, với vợ cũ á, đón về nuôi đó. Tự nhiên em bị tổn thương anh. Ai nói vậy? Ảnh nói. Cái gì vậy? Em mới đỡ anh ngồi vậy liền, anh nằm trên người em. Hỏi nhỏ luôn. Em đỡ anh ngồi vậy, em nói anh nghĩ suy nghĩ sao vậy? Em là vợ anh á, đưa ra pháp luật em là vợ anh. Bây giờ giàu như em với anh sống tốt với nhau thì mãi mãi em là vợ anh. Khi đau ốm bệnh hoạn cái người chăm sóc anh là em, mà cái người em được chăm sóc là anh, tại sao anh phải nhắc cái vợ cũ anh? Tức là anh còn đang lưu luyến, tại vì cô ấy bỏ anh đi,
nên anh vẫn lưu luyến, chứ nếu anh bỏ cô ấy thì anh không hề lưu luyến cô ấy, mà cô ấy bỏ anh đi thành cái anh lưu luyến cô ấy, đúng không? Thì em với anh cũng lời qua tiếng lại tiếp tục đó. Thì từ cái ngày hôm đó đến bây giờ, trong lòng ảnh, ảnh luôn nói với em là ảnh không có nghĩ về cô ấy, nhưng mà em biết có còn, nên thật sự em cũng có một cái hơi bị ghen tuông đó. Em có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì em cũng có suy nghĩ điều đó với chồng em. Nói luôn nói ảnh mà, em là một người phụ nữ mạnh mẽ nè, nhưng khi em ở bên anh, em là một người phụ nữ bé nhỏ trong mắt anh, vì anh là chồng em. Mà anh nói như vậy thì em mất lòng tin. Nói chung thì thỉnh thoảng nó có nhiều cái gì. Thì đến ngày hôm nay, cách đây 2-3 ngày, 2-3 tháng rồi, thì gia đình ảnh, em út ảnh cứ dựa vào bà già bệnh. Thì thật sự ảnh còn thiếu nợ thiệt, mà thiếu nợ đó là ảnh mượn cho vợ cũ ảnh, thiếu tổng cộng là 58 triệu mà ảnh đã trả dần dần được một ít rồi. Hiện bây giờ nếu mà còn đúng luôn đó là 38 triệu ha. Ông trả cho một đứa rồi, còn một đứa là nó cho, một đứa em ảnh là cho. Là hôm bữa đó là ảnh nói với em là em rể em có gọi điện nói chuyện là cho đó là 20 triệu. Thì còn thiếu bà già là 30 triệu với thằng em út 8 triệu là 38 triệu. Thì em mới nói là thôi bây giờ á, nếu như tiền này mà anh mượn để mà anh chữa bệnh hoạn thì em sẽ trả cho anh. Còn cái này là vợ cũ của anh, anh mượn cho vợ cũ của anh, họ phá, họ xài banh hết rồi thì giờ em không trả được. Em không thể nào trả. Thì giờ anh đã lãnh bảo hiểm về rồi, anh nên trả cho má đi. Thì ảnh ngày hôm qua anh lại không chịu, mấy ngày nay anh không chịu rồi, nhưng mà em xác định là em sẽ trả cho dứt khoát, để em với ảnh sống thoải mái hơn, để đừng có chen vào cái chuyện nợ nần trong đầu em. Thì ảnh cứ im im hoài à. Thì hồi ngày sáu tây này á, là tiền nó vô tài khoản rồi mà em không biết. Thì hồi ngày hôm qua em mới hỏi ảnh chứ, anh tiền vô tôi tài khoản chưa? Thì ổng mới rồi em không biết hả, mới không. Thì cái điện thoại ảnh thì để nhà thiệt, nhưng mà em không bao giờ mà em cầm tới á. Chỉ có ai gọi thì em nghe, còn không thôi. Cái hồi tối ăn cơm xong xuôi chân rồi thì em với ảnh mới ngồi ở ngoài trước sofa, em mới nói anh nè, bây giờ á, ngày mai anh đi làm về sớm được không? Anh về sớm đi rồi rút tiền về đi rồi để chuyển gửi cho, trả cho vú đi, với trả cho bé rồi hết cho xong xuôi đi. Thì ảnh lại không chịu. Anh không chịu. Em mới tức quá thì em cũng có nói lớn tiếng. Em nói anh không nên như vậy. Bây giờ tiền này là anh mượn cho vợ cũ anh, mà họ đã xài hết rồi, mà bây giờ vú đã bệnh, mà gia đình bây giờ đang đòi anh, mà anh cứ đòi, mỗi lần đòi gì em đau đầu lắm, anh hiểu không? Tại vì anh biết em là phụ nữ, mà em không hề nợ ai một xu nào hết á. Em tự làm tự sống cho đến ngày hôm nay. Bây giờ em đón anh về đây với em chủ yếu là vợ chồng mình sống hạnh phúc thôi. Còn anh trả hết nợ, còn một cắt thì sau này xài một cắt, còn không thì thôi. Em không phải là một người phụ nữ thiếu tiền, em không phải là người phụ nữ giàu có, nhưng mà thiếu thì em cũng không thiếu, mà giàu thì em không phải là người giàu. Thì anh nên trả đi. Thì ổng cũng lại không chịu, ổng đòi là một tháng trả 1 triệu 2 triệu gì đó thôi. Thì em không đồng ý, em không đồng ý. Thì em mới nói giờ anh quyết định đi, nếu như anh không quyết định thì ngày mai em cầm cái ATM ra ngoài ATM em rút. Còn nếu mà anh đi ra ngân hàng thì rút hết về giải quyết, còn nếu không ra ngân hàng thì em ra cái ATM em sẽ rút, vậy em sẽ giải quyết nợ nần cho chú với lại cho chú út dưới quê. Em nói gì thì ảnh sợ, ảnh sợ em. Thì hôm bữa con gái ảnh cũng có gọi điện thì có xin tiền. Em thì thắc mắc là cha con thôi nhau 5 năm nay rồi, mẹ nó vẫn đi 5 năm nay, mà chính ảnh muốn gặp mặt nó cũng không cho, chỉ có tiền mà thôi. Thì em cũng biết qua lại trong gia đình nói thôi, thậm chí em cũng có nói là con ảnh không có thương ảnh đâu, nó chỉ vì tiền ảnh thôi. Thì em nghĩ thôi giờ một tháng cho 2 triệu cũng không sao, mà ảnh đã quyết định cho tháng 2 triệu thì em cũng đồng ý vậy đó. Mà ngược lại, ảnh nói ngược lại là em không, ảnh nói với gia đình ảnh là em không có chịu cho tiền gái ảnh. Thì em cũng đã buồn lòng rồi. Em nói anh nè, em có chấp nhận cho tiền gái anh không vậy, cho tiền với Trang không? Em cũng đã vẫn cho cái mà tại sao anh nói vậy? Nếu anh nói vậy là từ nay em không cho nữa. Cái miệng em nói không cho nhưng mà em vẫn cho. Trước Tết á, nhỏ em gái ảnh nó gọi điện cho em, nói là con bé nó ngoài Đà Lạt, mẹ nó về trong này có việc rồi, em không có tiền, em vẫn chuyển cho 2 triệu đàng hoàng luôn. Rồi em tính á là bảo hiểm đợt này trả tiền cho mẹ ảnh xong xuôi rồi em sẽ chuyển cho con gái ảnh 5 triệu, vì nó đang xin tiền học. Mà em nói với ảnh nếu như con cái nó ở với bà nội bà ngoại, em sẵn sàng cấp dưỡng và nuôi dưỡng. Còn mày nó ở với mẹ nó, thì nói chung em cũng buồn cái chỗ là
ảnh vừa vào đó ảnh liên lạc với vợ cũ, tại vì chính ảnh nói chuyện với vợ cũ ảnh em nghe luôn tại cái phòng ngủ của hai vợ chồng luôn, có luôn. Nên em mới nói là em rất là buồn chỗ đó, tức là ảnh không có dứt khoát được. Thì em mới nói với ảnh là ảnh còn lưu luyến bên đó là vì sao, người ta bỏ họ, họ bỏ ảnh họ đi nên ảnh người ở lại ảnh đau lòng. Chị cho em hỏi thế này nhé, cái câu chuyện của chị có thể là rất dài, em biết là cái câu chuyện này có thể là rất dài, bởi vì thực sự những cô dâu mà trẻ mới lấy chồng bỏ đi hoặc ly hôn hoặc tìm nhau là chuyện khác, còn chị ấy, là một cái câu chuyện của chị là vô cùng phức tạp. Chị đã trải qua một mối tình bởi vì chồng chị gọi là tính trăng hoa, vì vậy hai người không sống với nhau, và vì vậy chính vì lý do như vậy nha, chị đã nuôi con 18 năm qua rồi đúng không? Đến giờ phút này thời gian thì rất dài, thì chắc chắn là cái độ suy nghĩ của chị em cảm nhận được, chị suy nghĩ phải nói là khác với những người khác. Có thể là trong rất nhiều năm qua chị suy nghĩ rất nhiều về cuộc tình để có thể là mình kiếm một người đàn ông như thế nào đó cho phù hợp. Nhưng em đang thắc mắc này, trong thời gian đó mười mấy năm qua là mình có quen ai không? quen, nhưng mà quen giống như trên cái tình anh em làm việc, làm công việc chung quen, nhưng mà khi biết là anh có vợ nên em không, em coi như là tình anh em thôi chứ không có dám Chưa đi chưa có một mối tình nào đúng không? chứ Từ không đó dám, giờ. là tại vì em rất là sợ cái tình cảnh là không chung thủy á, nó nên nói chung em quen anh này thì nhìn cái diện mạo ảnh Chị á. cho em hỏi này, chị quen với anh này ấy, là gọi là chồng mới cưới thời gian rất gần rồi, mới đây. Chị quen là chị gặp anh ở đâu? Chị gặp anh ở đâu? Nói chung em cũng không giấu giếm gì, tức là em rất là sợ những cái cảnh mà đàn ông thế này thế kia, nhưng em quen biết ảnh là qua bạn muốn hẹn hò, nó kết nối Là bạn muốn trên chương hẹn trình hò. hả? Thì em nghĩ là trên chương trình thì em tin tưởng thôi, nhưng mà Là cái yên này tâm. độc thân với nhau hết. Còn ngày xưa em quen, ví dụ như em để ý quen với anh này hoặc là hai người muốn tìm hiểu nhau đi, mình mới hiểu nhau biết nhau chỉ uống cà phê thôi, là mình nghe vợ gọi điện thoại rồi. Nghe điện thoại là chạy ra ngoài là biết rồi, thì Là từ thấy đó là là dấu hiệu là khác thường rồi. đó là em sẽ có cảnh giác nên em không dám, em sợ. Rồi, chị chăm hỏi này, chị quen anh này trên cái phương diện là bạn muốn hẹn hò là lâu chưa? Tháng 6 của 2022 luôn, đến tháng 9 2022 Tháng tụi em 6. cưới nhau. Vậy là mình quen nhau trong 3 tháng. Lúc bây giờ là mình có số và có thông tin của nhau. Là lúc bây giờ mình đã thấy, ban đầu mình thấy là có cái thiện cảm gì không? Có, là tại vì á lúc biết nhau trên chương trình xong về nhà mà con người ảnh nó rất vô tâm, mà bên cạnh anh có đứa em gái, đứa em gái thì nó hiểu chuyện lắm, thì nó cũng nhắc nhở ảnh thế này kia. Thì ảnh mình thấy ảnh cũng xong rồi, bắt đầu ảnh mới đòi xuống nhà chơi, tại vì ảnh ở trọ còn mình có nhà riêng mình cũng sợ. Cái xong cái ảnh cứ đòi xuống nhà chơi, cái mình nói thôi giờ nếu mà anh xuống thì anh dẫn vài đứa em anh nó xuống chơi thì em làm món gì đó ăn cho vui. Ảnh cứ ừ hoài, xong ngay cái ngày hôm đó thì ảnh đưa em gái ảnh xuống, em gái anh đi thêm một người bạn nó xuống, thì ngay cái ngày rằm, em ăn chay. Thì em nói ủa hôm nay là ngày 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 chay mà biết anh có ăn chay, là em ảnh mới thôi khỏi đi để anh mua đồ chay xuống ăn đó. Thì ngay cái ngày ngày chay thì cũng xuống ăn chay, là có em Út ổng tới. Rồi sau đó một hai lần sau thì ổng sẽ tới một mình với em thôi, nhưng mà ảnh vô nhà thì cái tư cách ổng cũng lịch sự lắm, cũng hiền lành đàng hoàng. Thì em mới nghĩ là chắc anh này cũng không không phải là người bụng dạ, không phải là giống như là mình nghĩ cho những người đàn ông khác. Mình nghĩ từ chỗ đó thì ra mới nói thôi cứ mình cho nhau cơ hội chừng vài tháng đi rồi hiểu nhau rồi sẽ kết hôn. Tại vì lúc có con em mới nó đi làm du lịch á, anh biết nó đi một tuần nó chưa về nhà, có khi nó quay tour luôn là mười mấy ngày không về nhà, thì ở nhà cô đơn lắm, rất là buồn. Nhà thì thênh thang có một mình thành ra cũng buồn, thấy ảnh có một mình. Mà khi lúc mà biết ảnh ảnh sẽ ảnh có nói với em rằng là ảnh không bao giờ có qua lại hay là về hướng về vợ cũ nữa, ảnh hứa là ảnh cũng chung thủy với em. Thế em không nghĩ là nó đến ngày hôm nay thì nó lại là cái điện thoại nữa, ảnh cứ mỗi lần ảnh có điện thoại gì là ảnh hay giấu giấu em, mà em thì ít có đầu sâu chuyện điện thoại, nhưng mà em biết thì em chỉ muốn ngăn ngăn cản từ bây giờ, là vì mình với ảnh là đã có hôn thê thú rồi, cưới xin đàng hoàng chứ chờ đâu phải là mình ấy đâu. Hồi nãy em đi em vội vã của em xách một đống anh bung cưới giữa em với ảnh. Rồi chị cho hỏi này, mình quen nhau là thời gian rất gần, gia đình của anh ta là hoàn toàn có đồng ý và có đồng thuận cho thấy Có luôn, tức là đám cưới sinh là ở dưới nhà trai cũng có lên mâm bàn đàng hoàng luôn, Nói chung có là đầy đủ ha. đầy đủ hết.
Chứ hồi nãy thôi em đem anh bơm xuống cho anh coi đầy đủ Sao mà. mình tại sao mình không để cái cuộc tình này nó kéo dài lâu hơn, mình hẵng tổ chức đám cưới mà cưới em nhanh vậy? em em nói cho anh nghe như thế này, nếu mà nói gì mà em để dài thì cũng được, nhưng mà ảnh, em biết cái tính của xã em á, là ổng không có chịu được cái cảnh cô đơn. Nhưng mà anh ấy là ly hôn lâu chưa chị? Ảnh với vợ ảnh là lục đục đâu năm 2018 gì rồi, 17 18 gì rồi, đến 2019 thì cô ảnh cũng đâu, ảnh cũng đâu có chịu ly hôn với cô ấy đâu. Tức là cô ấy đi ra ngoài tự động đơn phương là từ hồi 17 18 cho đến 19. Là bà vợ trước Dạ. là ly hôn, Ly tự hôn ly cơ hôn mà hả? ảnh cũng đâu có ký ly hôn đâu, tức là bả đi làm đơn phương gì gì đó một mình Đơn bả phương ly thôi. hôn hả? Dạ. Thì lúc mà biết em đó thì em mới nói là nếu mà anh nói độc thân thì anh đưa cho em cái giấy chứng cho em được cái tờ giấy độc thân, thì anh cũng chứng được tờ giấy độc thân. Thì anh đã gọi điện anh liên lạc với vợ cũ ảnh thì anh mới lấy cái mấy cái đơn mà để là trước đây tòa ký gì gì đó. Về thì tụi em mới tin tưởng ảnh độc thân thiệt. Với lại hơn nữa em biết ảnh không có chịu cảnh cô đơn. Thì Em anh đang suy nghĩ thế này. Cái câu chuyện của chị ấy, là chị là đặc biệt là chị ly hôn cũng rất nhiều năm, phải nói là gần 20 năm. Còn anh ấy từ 2018 đến giờ phút này là cũng 5 6 năm rồi. Là tại sao anh không chịu chịu được một thời gian nữa để hai người tìm hiểu nhau nó sâu sắc hơn? bây giờ nếu mà nói thì em nói luôn như thế này, em biết ảnh là không có chịu được cảnh sống cô đơn. Khi ảnh thôi vợ rồi, ảnh không phải như người đàn ông khác, ảnh cũng cặp bồ. Vợ chưa ký ly hôn là ảnh cũng đã cặp bồ, mà sau này em mới biết nha, cái thời gian quen thì nó ngắn quá nên em không biết. Dẫn bồ về nhà chơi, dẫn vợ bồ về nhà chơi rồi hàng tuần vẫn cung cấp tiền cho cô đó luôn, cặp bồ chơi suốt. Mà cái cô đó thì hơi đanh đá cái chỗ là hay làm tiền ảnh, rồi em út ảnh biết. Tức là cái cô đó dặn là em xuống đây với anh đừng có cho em anh biết nghe này kia nọ, thì giấu giếm. Thì một dần dần một thời gian thì giữa ảnh với cô đó thì cũng không còn quen nhau, là tức là cô ấy mượn tiền không trả rồi muốn tiền bạc gì đó, rồi em gái ảnh biết, rồi giữa ảnh cho là cô ấy tham thì không chịu. Nhưng mà anh này có cái là không chắn được phụ nữ. Có là anh rất mạnh mẽ về cái chuyện Nói chung mạnh thì cũng không phải là mạnh, tại cái tuổi của ảnh không phải là mạnh, nhưng ảnh muốn là một vài ngày hay một vài tuần có phụ nữ ở bên, phải có phụ nữ phải có phụ nữ ở bên, xong rồi em về nhà em, tôi ở nhà tôi cũng được. Nhưng đó là cái tình trạng là giống như ăn bánh trả tiền. Còn nếu ảnh muốn một người phụ nữ thực thụ là phải ở nhà, giống như là ảnh tính anh rất là gia trưởng, nhưng mà khi về với em thì em cũng nói với anh là mình sống hòa đồng đừng gia trưởng. Nếu nó gia trưởng là em cũng dạng gia trưởng đó, nhưng mà em với anh sống hòa đồng đi. Tức là ý ảnh ảnh sống cái cách là giống như là cơm bưng nước rót, giặt giũ lau chùi, nó là phải làm hết thì nó Rồi mới chị vui cho hỏi, hơn. chị cho hỏi này. Vậy anh ấy làm cái nghề gì? Ảnh chỉ là một công nhân thị hải sản thôi, ảnh là làm công nhân thị hải sản Citymet. Vậy là lương cũng đâu có nhiều lắm đâu chị. Đúng, nhưng mà em nói cho anh nghe, em thật lòng mà nói, lên đây em cũng ngại lắm, bạn bè em người thân em biết được Chắc là chắn là lên đây cũng nhiều người biết chứ chắc không phải là chắc chắn không. luôn, nhất là họ hàng em biết là họ sẽ bị la. Mà chị Sáu em, bả mới nói em hồi Tết nè, thôi cái gì cái mày cũng đáng kiên nhẫn, mày sống cho hạnh phúc đi chứ mày đổ vỡ một lần rồi, chứ bây giờ bên cạnh mình có đàn ông thì sao cũng hơn. Nhưng mà thật sự em là cái tùng để bao che cho ảnh, cũng như cái tùng để bắt bao che cho ảnh thôi. Nhưng mà em nghĩ thôi, nếu mà vợ chồng hòa nhã với nhau sống cho hạnh phúc, nhưng cuối cùng em thấy không hạnh phúc được. Ảnh sống mơ với em mà ảnh luôn có cái suy nghĩ là ảnh sẽ lấy cái gì đó để anh ra đi một lần rồi, thành ra Vậy là trước này anh đã ý định một lần rồi. thì có một lần anh lấy đồ đi đó, mà vô tình em kéo lại ban đêm đó, 9 giờ mấy 10 giờ đó, là coi như 21 22 giờ tối đó, Lâu chưa chị? lúc em ảnh cưới nhau khoảng 7 8 tháng gì à. Đến giờ phút này là hai người sống với nhau được khoảng bao thời gian? Hôm nay là Tháng 2 đi. tháng 3 ở à, tháng 2 đi, tháng 2 thì mới có 5 rưỡi à, tới 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 7 tháng 9, tới tháng 9 này nữa là mới 2 năm. Vậy là thời gian cũng mới cưới nhau thời gian cũng rất gần. Dạ. Đến giờ phút này thậm chí là người ta yêu nhau còn nhiều hơn cái thời gian mà chị cưới nhau Thì đó, nhưng mà tại vì ảnh á. em thấy ảnh là sống một mình. Sống một mình thôi mình cứ đón nhau về nhà đi để chăm sóc cho nhau. Hơn nữa thật sự em mà nói á, em cũng có tình cảm với ảnh chứ không phải là lợi dụng gì ở ảnh. Biết ảnh sống một mình, lương thì thật sự không có bao nhiêu. Có lúc nghĩ lương tháng có 3 triệu mấy có, 4 triệu mấy có, làm đủ rồi được 5 triệu mấy có, 6 triệu có. Nhưng mà em không có đắn đo về đồng tiền. Em từng nói anh hoài, em yêu anh là yêu con người của anh. Em lấy anh về làm chồng là để là vợ chồng sống với nhau chia sẻ. Em không phải là người phụ nữ giàu có,
nhưng em chắc chắn là vợ chồng mình sống hạnh phúc vì em không không có bận rộn con nhỏ con lớn gì đây hết á. Mới mốt con em nó cưới vợ rồi, chuyện vợ chồng nó thì nó lo, vợ chồng mình lo. Em từng nói anh rất nhiều chứ em không có tham lam gì của anh ở đây đó. Chứ nếu mà em tham thì em mơ mộng những người cao cấp hơn anh, chứ mất chuyện đón lấy anh đi làm cái gì. Mà trước khi chị đến với anh, chị thấy anh là ngoài ra, nó thật xin lỗi chị là ngoài trên răng dưới thì Tôi dép chẳng nói gì. À, mà anh ở phòng trọ, mà chị thấy cái công cũng việc của cũng anh ấy, cũng để dành được vài ba chục triệu gì thôi. một người đàn ông mà trên dưới 50 tuổi mà có mấy chục triệu thì em nói thật với chị nó không đáng là cái gì hết Cái đó là anh nói đó, á. nếu mà chương trình ảnh có xem được ảnh sẽ nghe anh nói. Em cũng từng nói với ảnh luôn, em yêu anh bằng con người chứ em không yêu vật chất của anh. Đàn ông ngoài 50 mà trong tay anh không có cái gì gọi là có giá trị hết thì anh cứ nghĩ sao. Lúc ảnh biết em anh đi chiếc xe quay kìa, xe quay bán chỉ giá được có 8 triệu thôi, mà vừa sắp sửa đám cưới với em là vợ con cũ ảnh á là gọi điện xin chiếc xe đó luôn. Xin mà xin theo kiểu hằng học lắm, sợ sợ giống như là em không cho hay Sao chị là giành giật hả? đúng đúng xâm nhận giật. Thì ảnh có hỏi với em, ảnh có nói bé Trăng xin xe gì vậy đó, thậm chí anh nói chuyện với con gái ảnh rồi mà vợ cũ ảnh vẫn gọi điện luôn là một hai chiếc xe đó phải vậy. Em nói là anh yên tâm em không có giành giật đâu, cứ cho hết. Vừa sắp sửa định đám cưới em nè, cái nồi cơm điện cũng xin, cái bàn ủi cũng xin, cái bếp điện từ cũng xin, rồi cái xe cũng xin đó. Mà là tổng cộng, nói chung là nói thẳng là anh đến với chị là chẳng có cái gì, nói Về như với vậy cho em mang có mấy cái bộ đồ nhìn không ra gì hết gọi nhưng là mà cũ rồi, ốm nhôm nhách à. Về em phải vỗ béo vỗ đưa mập đúng cho đưa mập. đi khám sức khỏe coi cái ảnh của bệnh gì hay không, làm cho ảnh mấy cây răng hết mười mấy triệu. Ảnh có bị mấy cây răng hư, ăn uống thì không có được ấy lắm, là hết mười mấy triệu. Rồi đưa đi khám sức khỏe thử máu này kia cái nọ, rồi sắm quần sắm áo. Quần là mua cái 500-600 ngàn, mua quần Việt Tiến rồi đó, mấy cái quần cái gì quần quần tây của Việt Tiến. Anh biết quần cái Việt Tiến 650 một cái. Em cũng mua mua quần jean đồ, mua đồ hợp với ảnh, là cái phong cách bây giờ của ảnh là do em tự tạo ra và lên cân lên ký vẫn tròn trịa Mập đó. mạp còn lại Nói chung là em không phải là không yêu chồng, nhưng em muốn chồng em phải cùng em giải quyết cái chuyện cần giải quyết, nhất là ba cái nợ nần cũ của anh ngày rồi. xưa. Ok chị, bây giờ là em hiểu được câu chuyện của chị một phần nào đó rồi. Đến giờ phút này thực sự là chị còn yêu anh ta. Mình cứ nói chuyện đúng Nói trong trong lòng của mình. thì không phải giấu giếm, thật sự muốn sống với anh hết cuộc đời. Nhưng nợ nần của anh ở dưới quê phải trả cho hết, em không muốn là nợ nần gì hết. Nhưng mà tại sao em không hiểu, anh không chịu trả nợ, anh cứ nói là để tiền dưỡng già. Em mới nói bao nhiêu để anh dưỡng già như thế nào, nếu anh đổ bệnh thì còn mấy chục triệu lại, mấy chục triệu này anh cứ đủ để mà chữa không. Em ví dụ đi, em nói với trước mặt em gái anh luôn, ví dụ đi, nếu như anh sống khỏe mạnh bình thường cho tuổi già mà bệnh già thì em không nói. Lỡ nha anh bị đột quỵ đi, cái giờ phút vàng á đưa cho bác sĩ kêu bây giờ á người nhà của anh Đức đâu đóng 100 triệu đi sẽ cứu anh Đức sống trong một giờ sau. Em sẵn sàng làm được chuyện đó đối với anh á. Còn nếu ngược lại em như vậy, người ta kêu anh cũng chỉ kêu con em thôi, anh không có làm được cho em. Cái này là em biết, em chấp nhận lấy anh là vì cái tình thương em có dành cho anh. Em làm tất cả cho anh, là em đặt hết tình thương qua anh, kể cả giặt giũ lau chùi, kể cả chà đôi dép anh mang trong nhà em không phải chà, em không hề kể. Nhưng ở đây em nói cho anh nghe để anh hiểu em, chứ không phải là em kể, là em làm công việc cho anh đó. Vì anh nghĩ đi, nếu mà em dùng cái từ á gần nhất của những cái người khó khăn thì người ngoài sẽ đánh giá anh là một thằng đàn ông cố khách áo ôm. Cái này là em đang nói chuyện với anh chứ không phải là em xem thường anh nha. Em nói anh cái vậy luôn á, là coi như là anh là một thằng đàn ông cố khách áo ôm, mà em đón anh về đây để đứng ngang hàng với em, để em được yêu thương và em cần anh yêu thương em và coi em như một người vợ trong mắt anh. Anh quan tâm em chút xíu, anh thương em chút xíu, em thấy đủ hạnh phúc rồi. Em không có cần anh mang tiền về cho em, mà anh cũng thấy rõ ràng mà. Mà em gái anh cũng nói luôn, anh Đức đâu có tiền đâu mà nói là chị lợi dụng.
thậm chí đến nỗi trời nóng chết luôn á, vô phòng máy lạnh ngủ á, ảnh bị viêm mũi, mở máy lạnh chuyện tiếng hơn là ảnh xì, ảnh sổ mũi nước. Em cũng phải chịu tắt rồi chịu nóng, vì sao? Vì chồng đó. Mà thời tiết này anh nghĩ đi, đâu phải dễ ngủ đâu. Rồi thôi mở chút tắt, mở quạt hiu hiu ngủ, nhiều khi nóng chết, nhưng cũng phải im lặng. Thì thật sự tình cảm em dành cho anh thì có, nhưng ý em muốn là anh khắc phục nợ nần hết đi. Em nghĩ là số nợ của chồng chị hiện tại chắc chắn là không có nhiều, chỉ có mấy chục Thì triệu hiện tại giờ còn 38 triệu. thôi. Mà ba mấy triệu thì nếu mà anh chịu lên tiếng thì hai người có thể là, nếu thực sự mà quay trở về mà cùng có cuộc trò chuyện mà nghiêm túc thì em nghĩ là một chuyện, là một cái câu chuyện rất đơn giản. Nhưng mà ở đây em đang nghĩ là nó có đang có gì khúc mắc, có thể là anh đang có những cái gì đó ngoài luồng, vì vậy anh không có chia sẻ tâm sự với chị thật thì anh mới có những ý như vậy. Còn đằng nào mình cũng trả, mà vợ đã lên tiếng như vậy rồi đúng không ạ, thì không có lý do gì mà mình không trả, phải không ạ? Bởi sớm muộn thì cũng đều phải trả. Thì em hồi mới hồi tối hôm qua thôi em đã khẳng định rất là nhiều, em khẳng định tới nỗi mà em giận á, em chụp cái hũ em định chọi ảnh luôn á. Em nói anh nên nhớ nè, nợ đây là nợ, là nợ của vợ cũ anh để lại, bây giờ phiền đến em. Mà em đã nói với anh rất rất nhiều lần rồi, em không có thích nợ nần phiền phức. Nếu như cái nợ này mà anh mượn của má chữa bệnh cho anh, hoặc là anh tiêu xài cho bản thân anh, mà giờ anh lỡ còn nợ là em đã trả từ lâu rồi. Tại vì gia đình đòi cách đây mấy tháng rồi, đòi hồi trước Tết là có lên tiếng đòi số nợ này rồi. Và em cũng giải thích luôn, nếu như em lấy anh mà thời điểm anh không có tiền, mà không may anh nhờ vả của gia đình, thì bây giờ em sẽ trả cho anh liền. À, còn những cái đồng tiền á, là sau này mình làm có nhiều có ít gì đó là mình tự chi tiêu, mình tự ăn xài đó. Còn cái này là cái tiền của vợ cũ anh, là em không có muốn trả thì anh cứ trả đi, thì anh mới lãnh cái tiền bảo hiểm đó anh, về để anh trả. Nhưng mà anh không chịu trả, ngay cái chiều ngày hôm qua luôn em với anh cãi nhau rất là không không phải là nhiều lắm, nhưng mà cãi nhau cái chuyện anh không chịu trả. Hiện nay là anh ấy bỏ đi, bỏ chị đi lâu chưa? Mới hồi sáng này thôi. Mới sáng à? Mới Dạ sáng. thì Mới bởi sáng vì mà mình đăng sớm này, liệu 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 hồi nãy em có điện thoại em nói chuyện với anh rồi, à. em có bắt điện thoại, à, em gọi điện hồi lúc sớm lúc 5 giờ mấy 6 giờ thì anh không nghe. Trong lúc nãy em đến đây rồi em mới gọi điện cho anh, nhưng mà em không nói là em đến đây. Em mới nói là bây giờ á anh cứ về đi giải quyết, rồi anh cứ ra đi. Em cũng có nói với anh rồi, nói cảm thấy anh mình sống nhau hạnh phúc. Nhưng mà liệu anh có quay, hôm nay chị đăng thông tin này, liệu anh có khả năng anh có quay về với chị không? Em biết chắc là chắc anh không quay đâu, thì em mới nhờ mấy anh đi tìm. Bây Để giờ tìm được là chị sẽ nói điều gì với anh? em sẽ đối diện với ảnh, em sẽ nói thôi bây giờ mình không còn duyên nợ thì anh cứ đi, em không giữ anh lại. Nhưng cái chiếc xe anh đang đi là em bỏ ra 40 triệu em mua. Xe gì đó chị? Chiếc chiếc Ai Lắc bây giờ đó, chiếc AB gì AB mới. AB Chị mới. là người mua. Dạ. Không, em đưa cho ảnh 40 triệu. Còn anh mua. Còn Còn là còn tên của anh ấy, nhưng mà xe ảnh tiền đứng của chị. tên, tại vì lúc trước mua kêu mua đây không chịu, đòi về dưới quê, ảnh quê Sóc Trăng mà, hộ khẩu anh còn gì đó. Mà ngược lại cái gì nữa nè, em biết anh này anh không thương em, thành ra có một phía thành ra em hơi bị mệt, tại em thương ảnh nên em hơi bị mệt. Thậm chí nói là vừa rồi cái vụ mà hộ khẩu cũng vậy nữa nha, em nói thôi anh bây giờ á em đăng ký tạm trú cho anh đây, em anh có hứng thú nhưng mà tạm trú ở đây để muốn anh có chứng hồ sơ gì chứng ở đây cũng được, hoặc là ở đây để anh có cái nơi tạm trú hoặc là nơi thường trú nó không bị xóa. Còn nếu mà anh mà không có nơi tạm trú thường trú mà anh vắng mặt ở địa phương lâu quá người ta xóa là sau này hộ khẩu anh bị treo leo đó, anh không chịu. Anh không chịu, con em nó ngồi ra nó giải thích luôn, anh cũng không chịu. Cuối cùng em phải tự đi đăng ký tạm vắng tạm trú riêng em. Thì con em nói chứ thôi mẹ, ba giận ba nói vậy á, thôi mẹ đăng ký cho ba luôn đi, thôi để mai mốt mẹ không đăng ký, mai mốt mẹ đăng ký lại khó khăn lắm á, rồi tiền bạc không có để tốn tiền nữa. Thì em nghe lời con em cầm cái căn cước của ảnh em đi đăng ký cho ảnh. Nên hôm bữa 11 10 tây là qua Tết rồi đó. Ảnh có đi chứng cái bộ hồ sơ, ảnh chứng bộ bộ hồ sơ xin việc á. Em nói là anh này nếu mà đi thật sự chồng em có ý đồ bỏ đi rồi, nên chứng sẵn bộ hồ sơ mới đi luôn. Chứng sẵn bộ hồ sơ mới cầm đi luôn. Cái này em biết chắc chắn là chứng tỏ như này là anh đang có ý đồ trước. Đúng. Bây Chẳng qua hôm nay em mới nghĩ. là chị không nghĩ ra. Đúng, em không nghĩ Anh có ra. ý đồ trước, Thì bởi vì bây giờ anh em lợi dụng là lấy cái chỗ ăn chỗ ở của chị và mang tiếng là kết hôn nữa, là lấy cái bàn đạp.
Em có nói với ảnh luôn, em nói anh à, em sống với anh á là em nghĩ là duyên nợ vợ chồng nha. Còn nếu như anh nghĩ anh đến với em mà một cái bàn đạp thì thôi anh đừng nghĩ gì, tội nghiệp em. Em có mạnh mẽ cái nào nha, em cũng là phụ nữ. Anh đừng có làm gì. Bạn em cũng có hai ba một hai người cũng đánh giá về ảnh rồi, nhưng mà em thì em thấy là tụi em kết hôn rồi, thôi mình nên bảo vệ hạnh phúc của mình. Vẫn cứ tin tưởng luôn. Ừ, tin tưởng bảo vệ hạnh phúc mà. Em nói nghe, nếu như em mà có ý đồ xấu á, mấy hôm nay cái điện thoại của ảnh để nhà, cái bóp nữa. Ngày 14 tháng 2 á, thay vì như người ta đưa vợ đi uống cà phê đi, không. Em nói ảnh cái nó chứ, tiền có còn mấy trăm ngàn để dặn túi. Em với anh uống uống 2 ly sinh tố chưa hết 100 ngàn nữa. Xong cái em mới nói, nếu mà anh nói gì thôi, anh để cái bóp nhà luôn đi, thì ảnh vẫn để bóp nhà, thì em để trên trong phòng em cũng có một cái đầu tủ, em để điện thoại ảnh, bóp ảnh đó, rồi giấy tờ căn cước công dân ảnh cũng để nhà, cái đó là ảnh tự ý để nhà vậy đó. Để đó luôn, hồi sáng đi túm hết, thò cái tay xuống dưới hộc tủ như này của em là tiền để đi chợ đó, tiền nhỏ em nó mới trả nợ được kìa, em gom đó 10 mấy triệu anh gom luôn, Đấy luôn. lấy luôn đó. Vậy ông tướng này ông ấy Rồi rồi cái thằng con trai em á, nó đưa cho ổng, nó mua cái iPhone mới, đưa anh cái iPhone cũ, thì anh xài cái iPhone cũ nhưng nó cũng iPhone mấy á, cũng cũng ba mắt á. Xong cái điện thoại cũ của ảnh á, em để học tủ, ảnh lấy luôn cái điện thoại đó luôn, ảnh lấy cái điện thoại kia luôn, ảnh đó. lấy luôn tiền, đi ra cái ổ khóa mà khóa cửa nhà em hàng ngày mấy hôm nay là cái ổ khóa đó của ảnh, khóa phòng trọ, anh đem về Đấy ảnh đi luôn. ra ảnh lấy luôn, ảnh lấy luôn cái chìa luôn. Trời ơi, tức là em mới giật mình, tức là trong cái tư tưởng ông xã em, ổng đã muốn đi rồi nhưng mà ảnh chờ cơ hội tốt nhất ảnh đi, hơn nữa ảnh chờ cái tiền bảo hiểm này vô ảnh mới đi, là tại vì ảnh ở đất Sài Gòn này Tiền á bảo hiểm được nhiều không chị? 97 triệu. Vậy ông tướng này là ông ấy có ý Mà đồ trong trong tài khoản của ảnh là còn 1,4 triệu, lúc trước Tết á là em chưa có lấy tiền kịp về để xài, thì em cũng định đi lấy mà em không lấy nữa, thôi có 1,000,000 rồi để đi, mốt dồn tiền vô lấy này. trong tài khoản đó. Này là em nói thật với chị thôi, bây giờ này câu chuyện của chị dài rồi. Nói chuyện đến đây thôi là tất cả mọi người đều hiểu được cái câu chuyện của chị, cuộc tình của chị Cái à. đó là em kể thật nha, em không thêm bớt nha. Mà em đến có giờ phút này chị vẫn một điều ông xã là em thấy thực sự chị rất thương em ông. có nhà cửa đàng hoàng, không tin xác minh em gì đó, hình cưới tụi em vẫn còn, mà trong lòng em đã đẩy đổ một lần. Em cố gắng là sẽ không quen biết ai nham nhở, mình sẽ kết hôn một lần, chỉ mong người đó là yêu thương để cho mình chia sẻ thôi, tại vì 10 mấy năm á. Đây là em nói thật với chị, em ngắt lời chị thế này. Đây là chị, chẳng qua chị tìm người không đúng chỗ. Em nói nếu chị về đây mà nhờ các anh em đây đảm bảo, anh em đây không có lấy tiền của chị, mà Em khẳng đâu định biết, hồi hôm đó em không biết. mà khẳng định với chị luôn, em sẽ tìm cho chị một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Em chưa nói chuyện người ta giàu hay nghèo, nhưng chắc chắn người ta sẽ đàng hoàng, bởi vì anh em đây đã đi tìm từng người mà xác minh, phải biết con người ta như nào, bản chất gia đình người ta có tốt hay không thì mới dám giúp chị. Nếu không ấy mà tìm một người tầm bậy để sau này có thể có điều gì đó là mang tiếng, vì anh em không được gì nhưng mà vẫn mang tiếng. Nhưng mà chẳng qua chị tìm, chị cứ tưởng là những người đó nó mạnh mẽ, nó lớn nào, nó uy tín, nhưng mà thực sự là con người ta trong lòng rất khó hiểu, rất khó đoán chị ạ. Nhưng đến giờ phút này thì em thấy được cái câu chuyện của chị là chị thương ông chồng này, nhưng mà thực sự là ông chồng này đang có ý đồ không thương chị. Còn nếu thực sự người ta thương chị, cái điều thứ nhất em đồng ý là có thể người ta sẽ liên hệ với vợ với con của người ta là vì nhiều lý do khác nhau, nhưng vì công việc hoặc vì lý do nào đó, nhưng mà chính đáng. Nhưng nếu thực sự mà anh muốn ở với chị là anh phải cắt hộ tịch hộ khẩu hoặc anh phải đăng ký để cùng ở với chị, đó mới là chính thức. Em kêu rồi mà anh không Ừ. chịu mà. Đây là anh đang có ý đồ đi rồi, cho nên không muốn chuyển tới chuyển lui, là theo em nghĩ như vậy. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là anh đang chờ, anh nói là cái Chờ tiền cơ của anh. hội. Tại vì á, ảnh đi qua bên chỗ bảo hiểm á, làm á, ảnh cũng không biết đường đi đâu. Em phải đi đường dẫn đơn là dẫn lối, thậm chí là kể cả đi bệnh viện, đi này đi kia cũng vậy, em cũng đi cùng ảnh. Mà ảnh có hai cái em không hài lòng từ đầu, nhưng mà em vẫn tha thứ. Vì lúc ảnh về á, em cũng đó anh làm với Bình Chánh, thì ảnh hay đi lấy thuốc với Bình Chánh, bệnh viện Bình Chánh, nhưng bảo hiểm của anh ở quận 11, thì ảnh ở từ chỗ Hóc Môn nhà em á, xuống vào bệnh viện một, anh biết đường đi. Thì cái ngày hôm đó là ảnh có việc gì đó anh nghỉ, xong cái ảnh mới nói thôi vậy mà anh sống chung một nhà mà ảnh cái miệng ảnh như nào lúc nào cũng vợ không nha. Ngọt ngào ha Dạ ông vợ tướng không, này, ông em nhiều tướng. khi em bức xúc em còn ông với tôi hoặc mày với tao luôn nha, nhưng mà ảnh luôn luôn là vẫn vợ ơi Ngọt vợ à. ngào ông này khéo đấy. Mà anh rất là ít nói, anh không ít nói đâu, mà anh cũng không có bạn, dường như em từ ngày em cưới ảnh mà ảnh về không có bạn mời cà phê, cũng không có bạn mời nhậu luôn, đi tiệc đi tùng hay là bạn bè chỉ là đi bên em thôi. Ông tướng này có thể là ông ấy ki bo quá rồi, khó chơi đấy. Thôi bây giờ nhưng này. nhưng mà ảnh đi làm về á, ba đồng ba cắc gì cũng công khai đưa cho vợ, cũng đưa cho em, Đưa nhưng mà đưa con tép bắt con tôm. thì đó
Nó đưa cho em thì em mới dùng cái tiền này, ví dụ như mình chở búa cơm nước trong nhà. Em hỏi thật nghiêm túc này, anh đưa chị nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Lương anh nhiều, đương nhiêu thôi đâu biết. Là khoảng được 5 triệu, 10 triệu một tháng không? Không có 10 triệu đâu, 5 triệu, 6 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Nhưng mà trong đó là chị đã phải lo lót ăn uống, quần đúng áo, thì đúng coi, không? Coi em anh đưa tiền em cho cầm, anh. Thì em vẫn bỏ túi lại cho ổng 500 triệu gì đó, để anh xài hết thì lấy nữa. Em nghĩ là một người mà xài ở đất thành phố, mà mua sắm, làm răng, mua quần áo. Cái đó là em lo. Em hiểu, ừ. Thì chắc chắn là một mình anh không đủ. Thì đó. Thế vì vậy cho nên là ở đây ấy, là cái câu chuyện là anh đang lợi dụng chị. Thực sự anh đang lợi dụng chị thôi. Em thấy chị có nhan sắc, nói chuyện dễ thương mà rất khoát, đâu đó mạnh mẽ, đúng không? Mà có nhà có cửa, không phụ thuộc, mà rất lấy làm tiếc là chị đi một đến một cái cuộc tình này, em thấy thật thấy tiếc cho chị là không đúng hướng và không đúng đường. Và chẳng qua là chị có thể là chị vì cái lét nào đó chị thương anh, đến giờ phút là chị thương anh bị mù quáng. Em có tình cảm với ảnh. Ảnh về nhà đến bây giờ này á, là tất cả mọi thứ em đều lo trong lo ngoài, anh không có giúp cái gì được, tức là không không phải không giúp, tức là em cũng nói anh giặt cho em bộ đồ này thì anh không bao giờ giặt thử, mà chưa giờ giặt bộ đồ, thậm chí cái chỗ ngủ của anh là cái phòng ngủ của em mà chưa bao đời nào mà anh lột cái áo gối ra để mà giặt cũng không có, chưa đời nào mà coi như lấy, thậm chí nở cái toilet trong phòng với ở ngoài là em tự làm vệ sinh sạch sẽ, chưa bao giờ anh đặt cái tay xuống. Em nói luôn đấy nè, anh về đây anh sống với em đâu có làm khó anh đâu, kể cả cái toilet là cái nơi sinh hoạt của anh mạnh nhất cho một con người mà anh còn chưa bao giờ anh đặt xuống anh chà rửa. Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi, nhưng mà em không phải là ép anh, đó là việc của phụ nữ. Thì nói chung là em bây giờ em nghe thật là cái câu chuyện chị dài lắm, nó đề tài muôn thuở rồi, là em đặt cái tình thương vô anh rất nhiều nên em mới làm được hết việc cho anh. Nhưng mà anh em nói thật là em ông không thương đâu, ông thương chị là ông không bao giờ làm như vậy. Thương ấy là nếu thực sự vì giận nhau, bây giờ cứ cho là anh giận nhau, giận với nhau với chị một điều gì đó thực sự rất bức xúc, anh bỏ nhà đi, chưa biết anh đi đâu và chưa biết anh có quay lại trở về với chị hay không, nhưng không bao giờ anh ấy chủ trương anh lấy tài sản của chị. Nhưng đây là mục đích ông tướng này là ông muốn lấy tài sản của chị, ông đã tháo cái cọng dây chuyền, mà chính dây chuyền vàng đó, nhẫn đó là của chị chứ không phải của ông, mà ông đã tháo ông trả lại rồi, tưởng ông là con người thực tế, nhưng ai ngờ ông lại tháo, ông lại luồn lần trước, ông lách đằng sau, ông vẫn chùm vào cái cổ của ông được, ông đeo cổ ông mà ông mặc áo khác, ông bịt ba cái, mặc ba cái áo vô, đúng không ạ, mặc ba cái áo, mục đích chính là gì các bạn không biết, đúng không ạ. Đây là ông đang có ý định. Đó lần thứ nhất rồi. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai ấy nha. Cái điều thứ hai là cái xe đó đồng ý là xe mang tên của ông ta. Nếu ông ta là con người sảng bảng thì tao giả mày luôn. Tao đi tay không. Trước tao đến mày tay không giờ tao giả mày luôn. Đó là con người tử tế. Đúng không ạ? Còn điều thứ ba là ông không bao giờ lại lấy những điện thoại mà chính là con của chị chứ không phải điện thoại của ông ta. Mà tiền đó là cũng không phải tiền ông ta. Đúng không ạ? Ông đi là đi tay không luôn. Xách kể cả mặc cái quần sọc. Không, đó là con người từ đấy. Nói chung cái tiền đó thì hôm bữa thì ảnh cũng mới lãnh lương của tháng trước là 5 triệu. 5 triệu lấy nói thẳng luôn, bây giờ tôi chỉ lấy tiền lương của tôi. Em kẹp trong đó là tại vì tiền con bé kia nó mới trả, em kẹp luôn là mười mấy triệu. Và 5 triệu nó khác và mười mấy triệu nó khác. Ông cầm sắp tiền ông phải biết là chỗ nào là mấy triệu. 3 triệu mấy. Đúng không ạ? Hồi nãy em điện thoại cho ông, em hồi sáng giờ gọi ông không bắt máy, con gọi ông không bắt máy mà hồi nãy. Thôi bây giờ này khỏi cần ông bắt máy. Bây giờ cuộc điện thoại cuộc trò chuyện của chị rất dài. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video này là hiểu rõ, mà mong muốn là các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh chia sẻ video này nhiều hơn nữa để cho tất cả các chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em có thể là hóa chồng hoặc vì lý do là nó độc thân mà mong muốn là lấy một người chồng, thì hãy nhìn đây là một cái tấm gương sáng để soi rõ để mình không bị dính của tránh gọi là mắc sai lầm giống này. Chị là một cái cuộc tình em thấy là chị đi đúng hướng rồi đó, chị đi một con người đàng hoàng mà chín chắn, mà hy vọng là chị muốn đến một người đàn ông đích thực để làm chồng. Đến giờ phút này vẫn vợ chồng chồng, nhưng mà ông ta thì có thể là chưa biết là ông ta đang vợ nào ở đâu, và ông ta đang ôm tiền của mình đi đâu, vợ mới ai. Hy vọng là các cô chú chị xem video này thì mong muốn là nhân cưới giống em vậy nè. Ôi giời, nhân cưới này là em đáp thùng rác rồi, mà chị vẫn còn thương tiếc. Ông ta là con ông ra khỏi cửa ông ta lột bát rồi, để lấy tiền rồi ông ta rút vào tài khoản rồi. Không, bây giờ em hỏi chị này, đang còn tiền mặt xài mà chắc chưa đâu. Bây giờ em hỏi ông ta phải lột ra để ông ta đi mới dụ gái được. Ông ta đeo cái nhẫn là sẽ không dụ được người khác. Không, em nghĩ là chưa lột đâu. Tại vì cái tiền mặt ảnh đang lấy còn, với lại hơn nữa thẻ ATM với trong cái tài khoản. Em hiểu cái điều chị đang suy nghĩ là ông ta còn tiền, ông ta chưa bán nhẫn. Nhưng mà chị lại chưa hiểu cái ý của em. Là gái không đùi thì đúng, ông ta đeo nhẫn này đi đâu, người ta bảo ông này có vợ rồi, ông không sử dụng được gái. Đúng không ạ? Vì vậy ông ta có thể là bây giờ đang có vợ nhưng ông ta vẫn phải ém đi để giấu đi, đút túi quần nếu chưa bán. Thì mới dụ được người khác giống như chị. Đó, vì vậy ông tướng này là ông ấy lên đây là mục đích chính là ông ấy rất cao thủ võ lâm đấy. Đặc điểm là ông rất ít nói chuyện, để ông lên cái trang hẹn hò. Đúng không? Bạn muốn hẹn hò, ông lên đây là những người uy tín, lên đây là ai cũng tin tưởng giống như chị.
là một người phụ nữ phải nói là trạc tuổi này đúng không ạ, mình không phải là mình quen chơi, không phải cặp chơi mà muốn lấy mình làm chồng, mà vẫn còn mắc sai lầm. Rồi bây giờ này, cái cuộc trò chuyện rất dài, em hy vọng chị nói một điều gì đó thẳng thắn mà nghiêm túc nhất trên câu chuyện này, hy vọng là anh ta nghe được và anh ta suy nghĩ lại để mình có cuộc trò chuyện kết thúc. Mời chị. Bây giờ em nói cho anh Đức nghe như thế này nè. Hôm nay em đến đây là em nhờ mấy anh hiệp sĩ của Bình Dương để tìm anh, để muốn gặp lại anh một lần cuối cùng nữa thôi. Tại vì em biết anh không hoành về đâu, anh đã có ý đồ đi rồi. Thì thôi em mong anh hoành về, mình giải quyết với nhau cho rõ ràng. Vì em nói với anh luôn là chiếc xe anh đang đi, anh còn nợ em 40 triệu. Anh hoành về trả cho em. Rồi anh, em với anh là đường ai nấy đi. Chứ em không có muốn làm phiền anh. Em biết anh không thương em từ lâu rồi chứ không phải không. Nhưng mà em vẫn vì có tình cảm yêu chồng mà em muốn cố gắng giữ. Thì ngày hôm qua em anh có xảy ra chuyện, là em nói anh thôi trả tiền cho Vú đi, trả tiền cho chú Út, mà anh không chịu trả. Anh không chịu trả. Nên bây giờ là mới xảy ra chuyện như thế này. Mà hồi sáng em gọi điện cho anh để thách em. Em nói là nếu anh không quành về giải quyết với em á, thì em sẽ nhờ mấy anh hiệp sĩ Bình Dương. Thì anh ấy muốn làm gì làm đi, muốn lên mạng thì cứ lên. Thì cái này là sự thách thức của anh, em sẽ làm cho anh biết để anh quanh về giải quyết cùng em. Còn nếu như anh không quanh về thì sẽ có người đến nơi để tìm anh. Rồi em cảm ơn chị. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin, đặc biệt là tìm chồng. Một ông chồng này là ông chồng, em nói thật luôn, là ông chồng này lợi dụng. Em chưa nói là ông chồng này lừa đảo, nhưng mà ông chồng này em nói thẳng với chị là chồng này lợi dụng. Em cũng nghi ngờ cái chuyện này rồi. Tại vì em thấy ảnh sống với em ảnh rất là nhợt nhạt trong cái chuyện tình cảm vợ chồng. Không mặn mà. Không. Tức là tại vì cũng có mấy khi ảnh hay nói em gì nè. Ảnh nói với em, tức là cái cách sống của ảnh dành cho em cũng hiểu được. Tại vì ý ảnh cũng lên mạng chơi tìm hiểu rằng bà giá trên mạng cũng nhiều lắm nha. Trước đây là cũng nhiều lắm. Thì nói chung anh này cũng có tính hơi lăng nhăng, nhưng mà khi về với em á, thì em chỉ thấy mình em là giữa em với ảnh là vợ chồng thôi, nhưng mà sau lưng thì em không biết. Nhưng mà ý của ảnh á, ảnh muốn biết, ảnh đánh giá rằng là phụ nữ á, 50 mấy tuổi á, hay đi tìm trai lắm, sợ thiếu trai. Nhưng em khẳng định với ảnh luôn, em nói anh nè, hiện tại em là vợ anh, em không có tính chất như những người chị em khác. Tại vì phụ nữ không ai giống ai hết. Nếu như em mà có cái tính lăng nhăng với trai với gái để mà thỏa thích cho bản thân á, em không có lấy hôn, em không kết hôn với anh đâu. Em không có lấy anh làm chồng đâu. Em sẽ tìm một người khác có thể trẻ hơn, khỏe mạnh hơn anh, để em được yêu thỏa mãn. Còn này em đến với anh á, anh có cái gì mang về cho em. Em chỉ mong anh mang tình thương về cho em và cho em một cái hạnh phúc thật sự từ đây trở về sau, giữa em với anh mà thôi. Em nói với anh rất là nhiều lần luôn anh, chứ không phải là không đâu. Mà ngày hôm nay em mới biết được là ảnh ra đi, ảnh có cái sự mù kế hết. Mà em, nếu em mà con người em mà xấu á, em giấu hết ba cái gì của ổng lặt vặt ở trong nhà, giấy tờ, điện thoại hay là gì để ôi tùm lum hết đi. Nhưng em không có, em cứ nghĩ là vợ chồng mình nói qua nói lại chuyện nợ nần ở quê thôi. Thì cái ở đây mà ảnh bỏ em đi là ảnh không muốn trả nợ ở quê. Chứ nếu mà ảnh đồng ý trả nợ ở quê chắc em với ảnh cũng chắc cũng có còn lần sau đó. Nhưng em trong đầu em nghĩ là nếu như mà ảnh trả nợ cho với quê xong xuôi hết thì không ai đòi nợ nữa, thì em sẽ không có bị đau đầu nữa. Cái này em nói thẳng với chị luôn. Tại sao ông không muốn trả tiền cho người khác? Vì mục đích chính ông muốn nhiều tiền. Và ông đang muốn dành dụng một số tiền rất nhiều. Ông đang làm một mục đích khác. Chị hình dung chưa? Thì vì vậy ông không muốn sẵn phẳng. Nhưng người ta là ông trả hết mà vẫn không liên quan gì. Nhưng ông với chị ấy, là vẫn có cuộc sống rất hạnh phúc. Vì chị nói thẳng là chị cũng không cần tiền của ông ta. Đúng, em nói nhiều lần lắm luôn. Vì chính vì lý do như vậy, không có lý do nào đó. Đây chị đã mớm cho ông như vậy rồi mà ông không biết đường. Nhưng mà đây là ông đang có mục đích khác. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình. Chị có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị để tìm một người chồng này không? Dạ có. Rồi. Em hy vọng là trong từ đây về sau chị hãy sống một cái cuộc sống lành mạnh. Và quan trọng nhất là phải giữ sức khỏe và giữ cái gì đó cho riêng mình. Mình không nên tin ai nhiều quá. Đặc biệt là em đã từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện tình, và đặc biệt là rất nhiều câu chuyện vợ chồng. Mình không nên tin chồng hoặc không nên tin vợ nhiều quá. Đồng ý là vợ chồng sống với nhau phải tin nhau, nhưng không thể tin hết được. Mình phải dành riêng cho mình một phần nào đó, tránh tình trạng như ông chồng chị đến giờ phút này bỏ đi, đúng không ạ? Nếu như mình tỉnh táo, đúng không, mình đủ tỉnh táo, đủ kiến thức, thì có thể đến giờ phút này ông chỉ đi tay không rồi. Nhưng mà giờ phút này ông đi, ông còn cuốn theo của chị một mớ tiền nữa, và thậm chí cả xe của chị nữa. Lẽ là ông trước khi ông đi thì chị phải thấy cái biểu hiện ông ấy không bình thường. Rồi ông đi tay không, xe, tiền của tôi,
Ông có để lại khi nào ông có ông trả tôi, Tại vì ông đi. anh thức dậy 5 giờ, Đó. ảnh đi làm 5 rưỡi. Chẳng qua là chị không tỉnh táo, chị cứ tưởng là ông ta không bỏ đi. Em không nghĩ là cái chuyện này xảy ra, tại em nghĩ là vợ chồng nói qua nói lại mà đâu phải là nợ của em đâu mà anh trốn. Nó là nợ của mẹ ảnh, thì em đốc xuống là thôi trả nợ cho mẹ anh đi, nó trả nợ cho em út ảnh đi, đâu phải nợ của em đâu. Mà em cảnh giác, em không tin Rồi. vợ chồng nói gì chuyện riêng của Ok ảnh thôi. chị, bây giờ thế này. Chị có điều nào muốn chia sẻ, muốn cảnh báo tất cả các chị em phụ nữ ở trên video này, để hy vọng là mọi người tránh tình trạng gặp giống chị. Đến giờ phút này thực sự là tiền mất mà chồng thì cũng mất luôn. Rồi mời Thì chị. nói chung là em cũng không biết nói làm sao. Em kết hôn thì em muốn sống mãi với người chồng em, nhưng mà không may bữa nay thì nó xảy ra cái sự việc là cơm không lành canh không ngọt, thì ông xã em cũng ra ra đi. Thì em cũng mong là chị em đừng có gặp phải giống em. Nếu như sau này có muốn đến một người phụ nữ nào thì thật sự phải tìm hiểu và coi người ta có thật sự thương mình hay không. Còn đối với em thì em tin ông xã em thương em, nhưng mà bây giờ em biết được là anh không có thương em rồi. Thì em mong chị em sau này có muốn bước thêm bước nữa với cái người của mình thì cần nên tìm hiểu xa thêm chút để thật sự có một cái hạnh phúc cho đời mình. Rồi em xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, em kính chúc chị cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì chị sẽ gặp được một người đàn ông nào đó đích thực mà tốt, mà muốn sống với chị, mà đặc biệt là muốn lấy chị để làm vợ, chứ không phải lấy chị để làm vợ để lợi dụng. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện là một chị gái hiện nay về chia sẻ những cái cảm xúc và vô cùng rất chân thật. Một chị gái này phải hoàn toàn là chị rất đàng hoàng và không muốn là phải là cặp những người đàn ông khác để gọi là chơi bời, mục đích chính là lợi dụng hay là những vấn đề khác. Nhưng mà chị muốn lấy làm chồng, nhưng mà rất lấy làm tiếc gặp đúng ông tướng này, là ông ấy lợi dụng chị từ đầu đến đuôi. Nhưng mà chị gái là rất tin tưởng vì quá yêu cho đến giờ phút này mới nhận ra, thì câu chuyện là quá muộn. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.